hôm nay bên hệ thống nhạc cụ Kim Music lại về một cây đàn, một mã đàn cực kỳ chất. Thường thường mình sẽ giới thiệu những cây đàn acoustic, đây những cây đàn như này, nhưng mà hôm nay phá lệ một tí sẽ giới thiệu mã đàn classic cho anh em. Mã đàn mang tên Martin Toledo anh em nhá. Mã này là mã MC18. Cái đàn này được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Mặt đàn được làm bằng gỗ vân san anh em nhá. Eo lưng được làm bằng gỗ son đào Bắc Phi. Có tin chỉnh cũng cần đầy đủ anh em nhá. Dây theo đàn là dây Safranet. Hiện tại cây đàn này bên mình đang bán với giá là 3 triệu đồng. Và với giá 3 triệu đồng anh em được tặng kèm theo một phụ kiện của bao đàn của hãng. Đây, em muốn nhận Toledo, một cái giáo trình này, một capo, một cái lục chỉnh cần này là riêng của đàn và cái pick gậy. Bây giờ anh em nghe qua âm thanh của nó nhá. Anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mời về ngôi nhà và những đứa trẻ. Yêu em, ngày mai anh thêm bước trên con đường dài. Em có nghe không những ngọn đèn nào? Anh nhớ em, anh nhớ em. Ok, muốn đặt hàng cây đàn như này anh em nhanh tay inbox trực tiếp với cả bên Kim Music nhá. Đàn được bảo hành trong 3 năm và một đổi mới trong vòng 7 ngày. Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán nhá.